Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tuần này ba Chi Chi làm việc tại nhà hết cô chú anh chị. Sáng nay đã đưa Chi Chi đi học rồi, bây giờ Kim làm đồ ăn sáng cho ảnh nè. Bữa sáng nay thì Kim làm bánh mì nướng với lại phô mai thịt nguội. Thường là ở bên đây người ta ăn sáng như vậy đó, rất là nhanh mọi người. Kim cũng hay làm món này lắm. Nướng xong rồi cái phô mai nó tan chảy ra ăn ngon lắm cô chú anh chị. Và bánh mì ở bên ngoài á, nó giòn. Cây của Kim là dưới gầm cầu thang nữa cô chú anh chị, cầu thang ngoài đây ha, là dưới đây dưới cầu thang. Ở trong đây có một cái tủ này Kim để giày, trong đây nó hơi cũ nè, toàn nước sơn dư á, người ta sơn nhà vẫn còn dư, cho nên là Kim sẽ sơn lại ở trong đây luôn. Đã sơn xong rồi nè cô chú anh chị ơi, cũng mấy tiếng đồng hồ hết mọi người, tại vì trong những cái góc kẹt á, trong những cái kệ tủ nó đều sơn hết, trong những góc kẹt đó cũng khó sơn. Đây dưới đây sơn dài dài, ở dưới thấp thấp đó Kim cũng sơn hết rồi, nhìn mới rồi ha. Thank you.
cái ghế cũ này của Chi Chi cũng bị tróc sơn rồi mọi người, giờ Kim sẽ sơn lại luôn. Đây nè, nó cũ quá nè, sơn lại cái màu khác cho em Chi luôn ha bà cô chú. Kim lọ mọ từ sáng giờ cũng chưa có xong nữa nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ đã 5 giờ rồi, ba Chi đã đi làm việc xong rồi. Ảnh thấy Kim vẫn còn làm chưa có xong đó, bây giờ ảnh xuống ảnh nấu ăn bữa tối luôn cô chú anh chị. Chi Chi thì cũng đi học về rồi, hôm nay là ngày cuối của Chi Chi luôn. Ngày 23 tháng 7 là ngày cuối cùng của năm học ha. Mới đây mà nhanh quá mọi người, mới đây mà đã hết một năm học rồi. Em Chi sang năm sẽ là vô lớp 1 rồi đó không bà cô chú. First meal.
sat down in his kitchen in 3 months, 2 months. Yeah. Nanny? We never sit in the kitchen anymore, we sit in the living room. Well, not anymore, we don't need to. I mean, last time. Why are you looking in my ears? And how are you? Got Uta. What's happening? Cooking your ear, that's why. It's happened 3 days and we go on holiday. Are you going to go play at the pool? All day, every day. Well, and we go to Turkey too. Emma Hosty's going to Turkey. Is she? Yeah. And Finn. You haven't got any money, babe? I do. It's all mine. Look, she just got the camera and does. Cameron does that. It's my money. You buy with your money, Dan. Yay. Okay. Ăn cơm xong rồi, mời cô chú ơi. And I'm too tired to talk to no one.